Chào các bác nhé, em lên sóng con máy lọc khí Panasonic em vừa dọn xong. Một cái mẫu máy thiết kế kiểu mới rất là đẹp, bán cực chạy. Đặc biệt là giá thành rất là hợp lý ạ. Có một chiếc duy nhất thôi các bác nhé. Cái lô này, dòng mẫu này rất là lâu không có hàng rồi. Đợt này em về theo lô được có một chiếc. Đây là cái dòng cao cấp nhất, có tên là FVC70XZ các bác này. Đấy, có mắt cảm biến phát hiện người là cái dòng cao cấp nhất tại thời điểm sản xuất đấy ạ. Đấy. Gọi là dòng mặt gương, mặt rất là bóng, thiết kế vuông vức đẹp, đầy đủ các tính năng các bác ơi. Khóa trẻ em này, đấy, khóa nhé. Hẹn giờ này, chế độ lọc khí khử mùi nhanh. Ở đây các bác có thêm một cái ba cái chế độ buồm. Cái nút này các bác chỉ bấm được khi mà các bác cho nước vào bình này nhé. Đấy, hiện tại không có nước nên là không bấm được. Đấy, ba cấp độ buồm. Eco này, rồi là các chế độ lọc này, khi các bác mở cái này nhé thì nó sẽ báo đèn lên ngay, bấm được ngay. Đấy. Nhưng hiện tại nó không có nước, báo không có nước rồi các bác này. Đấy. Điều chỉnh cửa dâng cửa vẫy này, điều chỉnh tốc độ lọc. Đối với nắp điện 220V rồi, màng HEPA âm thanh mới tinh, âm thanh mới nhé. Sorry các bác nhé, cái màng này em lắp nhầm nhé. Màng này là dòng của VG70. Mình phải lấy xong cái màng này. Đây các bác này, màng này nhé. Màng này nó to. Màng kia lắp nhầm ạ. Này, chuẩn zin màng của nó luôn nhé. Than ở trong đây các bác này. Than này em thay mới rồi nhé. Màng HEPA mới nhé. Đây, màng này mới là màng chuẩn các bác nhé. Đấy, to kịch luôn. Cái màng kia là em lắp nhầm. VG70. Con này màng HEPA thay mới này. Than thay mới này. Màng ẩm thay mới. Ba cái màng thay mới liền các bác. Đây, ẩm thay mới luôn. Một con máy mà ba cái màng thay mới hết là còn đâu là đúng không? Mẫu mã đời mới đẹp. Màu đen bóng rất sang trọng hiện đại, bền màu không bị ngả màu đâu ạ. Năm sản xuất 2013, series máy 8335, 66W. Đối với áp điện 220V dùng cho phòng khoảng 50m2 đổ lại. Chắc là em bán 2.6 triệu nhé. 2.6 triệu bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển. Các bác có nhu cầu các bác alo nhé. Chào các bác.